mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Top Game Online, mình là Remai. Thì như các bạn đã biết á, mình đã có giới thiệu qua rất là nhiều những cái tựa game nhập vai khác nhau. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn một cái tựa game nhập vai nhưng mà có một chút mang tính chất gọi là chiến thuật nữa. Và đồ họa của tựa game này phải nói là cực kỳ đỉnh cao luôn nha. Nhưng mà nó là tựa game theo kiểu là theo dạng các bạn sẽ sắp xếp đội hình và đánh theo lượt. Nói đánh theo lượt cũng không đúng, là kiểu như là công thành các kiểu á. Nhưng mà để rõ hơn, để giới thiệu cho các bạn kỹ hơn như thế nào á, thì hãy vào game rồi mình sẽ giới thiệu cho các bạn ha. Và tựa game này có tên là Seven Heart. Seven Heart, Seven đây là số 7, 7, 7 trái tim á, 7 trái tim á. Và nó lấy bối cảnh là kiểu như là châu Âu, kiểu như cái châu Âu cổ, thời châu Âu cổ nè. Rồi cái nét vẽ các bạn có thể thấy, nét vẽ là theo dạng thiên hướng hơi hoạt hình một chút xíu và rất là dễ thương. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu vào nha. Đó, thấy thấy cái chị gái tóc vàng là thấy xinh rồi đó. Ok. Cái này là thời châu Âu trung cổ đó, theo dạng như vậy. Để mình coi coi. Mình sẽ để tên mình là Remind. Ok. Ok. Hợp lý luôn. Không, cái này không, cái này cần link cao không ta? Không cần link cao. Ok. Thì ở đây là cái cốt truyện, đầu tiên là cái cốt truyện của tựa game. Và các bạn có thể thấy là ở đằng sau cái này nó dài quá nè. Nói chung là đang giới thiệu cho các bạn là cái vùng đất này là những vùng đất gì, và ở trên những cái lục địa này nó có những cái ác như thế nào, và những cái đội quân hắc ám ra sao. Thì bây giờ hiện nay á, là kiểu như mọi người đang đứng lên chống lại những cái ác á, và sau đó là những người anh hùng ở khắp mọi nơi có thể kiểu như ứng cứu và trở về để chiến đấu, có thể gọi là chiến đấu được những cái để lùi được những cái ác này đó. Trời ơi, hình đẹp à, các bạn thấy chưa? Hình đẹp chưa? Đó, đây nè, những vị anh hùng. Đây là 7 vị anh hùng. Đây là 7 vị anh hùng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đúng rồi, 7. Ok. Nói chung là đây là cuộc trò chuyện của những vị anh hùng. Bây giờ chúng ta phải cứu thế giới này. Nhưng mà đầu tiên chúng ta phải vượt qua cái chiến trận của những cái con zombie, những cái con xác sống. Ok. Đó. Kiểu như vượt qua được cái cửa ải của con zombie. Thì đây là đó, đây là đội quân zombie. Wow. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Đó là cái đội quân undead kìa các bạn. Ok. Chiến đấu thôi. Vô, chiến đấu thôi. Bây giờ chúng ta đã có thể giải cứu được quái vật đá Garen. Bây giờ được rồi, chúng ta hãy dạy tụi nó một bài học đi. Vô, không có gì có thể ngăn cản tao. Ok, bây giờ sao đây? Ơi khoan đã. À, là các bạn. Ô, các bạn có thể điều khiển, các bạn có thể điều khiển cái máy bắn đá ở đây nè. Trong khi những cái đây là auto, cái này là auto combat các bạn. À, mình hiểu rồi. Bây giờ ấy, cái này là các bạn có thể có chế độ auto và chế độ tự điều khiển. Thì đây là các bạn tắt chế độ auto đi thì các bạn phải tự bắn. Đó. Các bạn tắt chế độ auto đi thì các bạn phải tự bắn. Thì tựa game này là theo dạng là các bạn điều quân ấy, chọn cho mình những cái chiến thuật phù hợp và có thể điều được những cái quân lính tới, kiểu như là chọn những cái quân lính nào nó mạnh rồi sắp xếp cái đội quân của các bạn làm sao cho nó hợp lý. Ok, thì bây giờ mình vừa mới qua khỏi một cái ải đầu tiên rồi. Bây giờ mình phải tiếp tục nha. Bây giờ chúng ta sẽ hình như mở được hộp quân lính mới kìa. Ok, tới thôi. Tiếp tục giết mấy con quái vật nào. Ok. Bây giờ tiếp tục chiến đấu tiếp. Thì mình không biết là mình ok, đây có trái bom kìa. Có trái bom nổ. No. Trái bom nổ kìa. Ok. Ồ, đây là What the hell? À, có nghĩa là ở đây là các bạn. No, người anh hùng. Người anh hùng đi bụi rồi. Nói chung là ở đây á là nó sẽ có các cái dạng quân lính khác nhau. Các cái dạng quân lính khác nhau và bạn đây nè. Các bạn có thể triệu hồi ra những cái quân lính. Các bạn có thể triệu hồi ra những cái quân lính để mà các bạn chỉ đánh con quái vật. Ok.
Các bạn có thể triệu hồi ra những cái quân lính, và những cái quân lính này nó sẽ tự đi tới. Các bạn thấy ở trên cái thanh ở dưới không, là những cái con quân lính của các bạn. Các bạn có thể triệu hồi ra lúc đó ở đây nè, triệu hồi để mà đi tới cái chỗ của kẻ địch đó, để mà diệt kẻ địch. Wow, đây là một dạng game theo dạng là tấn công thành ấy, tấn công thành chứ không phải là kiểu như nó có hơi mang thiên hướng chiến thuật và nhập vai, nhưng mà nó theo dạng là các bạn sẽ triệu hồi quân lính ra để mà đánh, triệu hồi liên tục chứ không phải là sắp xếp từ đầu. Ok, để mình coi coi tiếp tục nha. Thì ở đây nó có những cái thuộc tính khác nhau, những cái con nhân vật của các bạn sẽ có những cái thuộc tính khác nhau, cũng như là tốc độ di chuyển, tốc độ đánh khác nhau. Ui, Tina, no, cô gái đó trong đang đang bị gặp nguy hiểm, nhanh lên, chúng ta phải cứu cứu cô ấy. Sử dụng tôi ngay. Sử dụng, bây giờ sử dụng con này. Holy pew. Yeah, cảm ơn. Yeah. Đây là pháp sư. Ồ. Hình như có một cái con địch ấy, là có cái con nào ở bên mình bị có một con nào ở bên mình bị có một con nào ở bên mình bị treo cầm, các bạn thấy không? Đó, bây giờ mình phải cứu, mình phải cứu. Đó, mình phải cứu cái con bên mình. Wow. Bây giờ mình phải cứu một cái con bên mình với bạn ạ. Bây giờ mình phải phá cái thành của thằng này rồi thì mình phá cái thành của thằng này thì mình mới mới cứu được cái con này. Vô. Ovid Warlord Merlin, Ovid Warlord Merlin. Wow. Merlin. Chiến binh tên là Merlin à? Merlin tưởng là ông pháp sư chứ, không phải chiến binh. Ok, chiến binh. Ok, bây giờ mình tự nhận phần thưởng tiếp. Để coi coi nó sẽ cho mình cái gì nữa. Để coi này nó cho mình gì ta? Bây giờ mở được arena rồi. À, cái này các bạn có thể chiến đấu với lại người nè, có nghĩa là cái này không chỉ chơi với máy, các bạn có thể PvP được, có nghĩa là các bạn có thể chơi với lại một cái bên người khác. Wow, nhưng mà ôi mà bên tụi nó mạnh quá à. Ủa nhưng mà mình thắng rồi, yeah, bên tụi nó mạnh nhưng mà mình thắng, yeah. Thì cái này là arena, cái phần arena này là các bạn chơi với người. Ok, bây giờ nhận thưởng là đi ra thôi. Ôi, cái này là gì à? Party. Để mình coi trong party này có gì coi. À, party này. Mình mở cái gear chest. Gear chest là mấy cái món đồ ấy. Gear là kiểu như là mấy cái món đồ để mà các bạn sử dụng, ví dụ như là vũ khí nè, rồi áo quần các kiểu nè. Có cái gear chest này là các bạn sẽ các bạn sẽ mặc mặc vô cho cái con quái vật ấy, là mặc vô cho những cái nhân vật nào mà các bạn muốn. Hay vậy ta. Thì nói chung là cũng có khá nhiều nhân vật nên là các bạn cũng cũng nên cẩn trọng trong cái việc mà chọn nhân vật nào. Cái này là mình quay hero. Beast Roach, kiểu như là cái này là con quái thú. Các bạn có thể lựa chọn, kiểu như các bạn có thể quay tìm tìm cách quay ra được mấy con hero nè, thấy không? Kiểu như là hero nào là có tỷ lệ ra khác nhau, và khi các bạn muốn có những con legendary hero thì các bạn thấy rồi đó. 1.200 kim cương nha. Ok. Bây giờ tiếp tục là coi coi cái này là cái gì đây. Đây là cái hero ở trong, đây là cái bảng hero ở trong game này. Các bạn có thể nhìn thấy có rất nhiều dạng hero luôn. Và những cái đây là những con hero kiểu cấp cao hơn, cấp mạnh hơn. Trời ơi quá trời đẹp luôn. Tựa game này nó làm hình ảnh hero rất là đẹp. Các bạn nhìn nè. Đó, ví dụ như chị gái này, trời ơi. Mấy chị gái này đỉnh thiệt sự. Đây là mấy con hero cấp kiểu như S của S, cấp cao nhất là nó rất là mạnh. Trời ơi nhìn đẹp quá, tôi thích cái này quá à, nhìn thích mấy chị này quá à. Không biết có con hero nào nó cấp thấp mà cũng đỡ đỡ không? Mấy con hero này cũng mạnh nhưng mà đây là mấy con mạnh hơn nữa. Wow, ngầu thiệt sự luôn. Phải gọi là quá ngầu luôn. Đó, ý là không không dễ dàng mà có được mấy chị hero này đâu nha. Wow. Nói chung là các bạn phải chơi thì các bạn mới có thể trải nghiệm được, và mỗi con hero sẽ có một cái skill và cái chiêu thức khác nhau. Và các bạn có thể nâng cấp được. Bây giờ tiếp tục chơi thôi.
Ok. Lên, help us, cứu tôi mấy má ơi, mấy con kia nó giết tôi kìa. Ok. Tôi tới đây. Ok, bây giờ sử dụng hero ra để giết nè. Pep mấy cái con này, giùm ba mấy con này. Pep giùm ba mấy con này. Pep giùm ba mấy con này. Ha. Vô. Ok, lại vẫn có một cái con hero nào ở trên kia kìa. Nếu mà mình giải cứu được con hero này hình như là nó sẽ vào team của mình đúng không ta? Có không nhỉ? Không vào team của mình. Nó sẽ không vào team của mình thì phải. Tại vì nãy giờ mình chưa thấy. Hay là mình chưa sắp xếp nhờ. Tí nữa để ra coi mình có sắp xếp chưa. Tăng 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 tăng. Trời, nhạc ở đây cũng hay ha. Nhạc cũng đây cũng ok phết đấy các bạn. Nhạc đây cũng hay phết đấy. Tăng 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 tăng. Ok. Đó, các bạn có thể gọi là summon ra nhiều hero nhất có thể. Ồ, cái này như là mình được rồi đó, mình nhận cái này là hero mình nhận được mà. Để tí nữa mình ra mình thay đổi đội hình nè. Ok, thay đổi đội hình nè. Ok, cho mình đi qua đi. Ok. Nhận thịt. Khoan đã, để mình coi coi. Party. Ok, thì mình sẽ coi coi. Rất là nhiều hero mới luôn nè. Thấy chưa, quá trời hero mới luôn nè. Bây giờ mình sẽ mở mấy cái này ra. Mình sẽ mở mấy cái này ra là. Ủa, cái túi của mình đâu ta? Đâu là cái túi của mình nhỉ? Hero, bấm vô hero. Ủa, phải không ta? Cái túi của mình đâu nhỉ? Collection hero. Ủa, làm sao để mở cái rương nhỉ? Inventory hero rune. Thôi nói chung cứ làm nhiệm vụ trước đi. Mà từ từ đã, phải 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 đổi cái party đã. Chọn con này đi ha, chọn con này trong 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 party, hay là con này ta, con này mạnh hơn hay con này? Con này mạnh hơn nè. Con này my party. Ok, để coi có con nào mạnh hơn. Con này đi, lấy con này mạnh hơn. Con cat defender này mạnh hơn đó, con này mạnh hơn. Con quái thú này mạnh hơn đó, con này mạnh hơn. Ok, mình hãy sử dụng cái này cho con này. Ủa đâu, mình sử dụng cho con này là sai rồi. Từ để tôi chuyển coi. Thì các bạn có thể thấy là các bạn phải remove, các bạn phải sử dụng cái đồ làm sao đúng nhất có thể cho cái con cho những cái con cho những cái hero của các bạn mới được. Mình như mới sử dụng cho warrior được thôi thì phải. Cái này chỉ sử dụng cho warrior được thôi. Ok, lên giờ chiến đấu thôi các bạn. Ok, lên 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 chiến đấu nào, giết nó. Ở trên kia có một con công chúa hay gì kìa. Nó vẫn đang giữ một con hero trên kia. Cứu đi, follow me, follow me. Ok, follow me. Con này mạnh vậy. Bùm. Con này mạnh vậy. Ê, con này là con, cái con hồi nãy mình mới cứu nè mấy bạn. Cái con này là con Cat Defender. Cat Defender là cái con mèo, gọi là gì ta? Con mèo bảo vệ. Mèo bảo vệ với kia. Ui, mạnh quá vậy. Con mèo bảo vệ mạnh quá vậy. Mèo bảo vệ. Mèo bảo vệ mạnh quá. Ui cha, ui cha, ui cha, ui cha. Mình đang phá nhà nó mấy bạn. Mình đang phá nhà của nó. Wow, Snow Archer. Snow Archer là cái con này là cái level cao hơn của cái con bắn cung. Ok. Ngon, game này hay nè, game này hay nè mấy bạn. Kiểu như đồ họa khá là tốt, cũng như là nhạt nhẽo cũng ok. Đó, bây giờ đi vô thành của người ta luôn. Giờ phá thành rồi đi vô thôi. Vô, cứu được. Nó retaking Midgard là lấy lại được, lấy lại được thành giữa. Ok, lấy lại được cái thành của mình rồi. Vô, chiến thắng. Vô. Hay quá. Nói chung là cái này là cái ui, để nhận cái này là gì đây? Material hả? Cái này là nó giống như là mình nâng cấp được nè. Ok,
Cái này là nó giống như là cuộc hành trình của các bạn đã đi giải, kiểu như là đi cứu thế giới vậy. Bây giờ các bạn từ từ, các bạn phải từ từ để mà bước vào trong thành của, kiểu như là tấn công vào trong những cái khu vực mới, những cái khu vực của cái những cái con ác quỷ đang chiếm đóng. Cái gì đây, cái này là gì đây ta? À, cái này là leo tháp nữa mấy bạn. Cái này là leo tháp thì các bạn phải leo từng tháp một, các bạn leo càng cao càng tốt để nhận được những phần quà hấp dẫn. Thì cái leo tháp này thì chắc các bạn cũng đã biết rồi, thì leo tháp này cũng mất khá lâu thời gian. Đây là dungeon, dungeon này, để thử dungeon ha, thử đi ha, chơi thôi. Cái này gì đây? Wow, chiến đấu thôi, chạy 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 chạy. À, ui da, nó bắn đâu vậy? Mấy con này đam to mấy bạn. Ok. Ôi, mình được nhận con gì vậy? Ok. Rồi. Có nên next floor thôi. Cái này đâu, dungeon lâu quá. Dungeon này chơi lâu quá. Mailbox. Khoan, hình như mình được nhận, hình như mình được nhận một con tướng mới. Mình có nhận được con tướng mới không? Cái này là rune ghi chết. Wow, cái này là được 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 cho nữa mấy bạn, được 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 cho. Cái này được cho đó mấy bạn, cái này được cho Hero Stone Summon. Trời ơi, sợ được một con hero mới, nó được, mình được cho một con hero mới. Wow. Ngầu quá vậy, được cho một con hero mới kìa, ngon quá vậy. Trời, đúng ngon luôn á mấy bạn, thề luôn. Party, party, cho con này vô party. Cái là gì đây? Valkyrie Archer. Nhưng mà cái con Valkyrie chơi này không còn mạnh nữa rồi, con này là mạnh hơn rồi. Cái con Valkyrie chơi này mạnh quá, giờ tôi sẽ búp hết cho bạn Valkyrie chơi này, tại vì Valkyrie chơi này là mạnh, kiểu như là con này là con mạnh nhất rồi, level up nè. Ok, bây giờ mình chơi thử nha, con này mình được một con 5 sao luôn rồi các bạn. Mà nhiều nhất là 6 sao mà mình được công 5 sao luôn, cực ngon thế nhỉ. Ok, hero. Wow, level up được nữa không? Hết rồi, hết level up được rồi. Ok, để chơi thử nha. Ủa, đâu rồi, vô được thành giữa là hết rồi đúng không? Ủa, 1.5. Ok, vô. Ủa, cái này hình như nãy mình đánh chưa nhỉ? Nãy mình đánh rồi mà đúng không? Coi nè, trời ơi, cái gì vậy? Trời đất quỷ thần ơi, nó mạnh quá ông ơi. Coi này, cái con 5 sao của mình hồi nãy kìa, đúng là mấy bạn 5 sao có khác. Đúng là mấy con 5 sao có khác, coi kìa. Trời, wow. Không thể tin được. Trời ơi, coi nó kìa, bây giờ tôi chỉ cần để cho con Valkyrie 5 sao rồi nó cào nhà người ta thôi là được rồi. Mạnh quá vậy. Trời ơi, quá trời mạnh luôn. Chiến đấu chapter 2, mình vừa mới chiến đấu được. Quá chừng mạnh luôn. Thì đó, đây là cái tựa game khá là hay, và cái cốt truyện khá là hay và bối cảnh tốt. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể thấy đó, lúc đầu vô là nó sẽ cho mình một cái con 5 sao để các bạn có thể dễ dàng vượt qua những cái ải, vượt qua những cái dungeon. Thì các bạn có thể tải tựa game này ở trên App Store. Thì đây là tựa game có tên là Seven Heart. Seven Heart là bảy trái tim đó. Nhớ nhớ là tải về mà nhớ là Seven Heart nha. Thì cảm ơn các bạn đã xem video lần này. Thì các bạn có thể thấy là trong tựa game này á, thì mình cũng đã khá là tận hưởng, Remind khá là tận hưởng tựa game này. Các bạn có thể chơi thử nha. Và bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. We'll be right back.